Hello mọi người đã quay trở lại với Talk Show của Advertising Việt Nam. Thì trong series lần này chúng tôi xin được giới thiệu các bạn một series rất là đặc biệt của Advertising Việt Nam vừa mới ra mắt, nó tên là Campaign Spotlight. Thì trong Campaign Spotlight lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những case study và chiến dịch truyền thông nổi tiếng ở Việt Nam. Và khách mời lần này của chúng tôi là anh Trần Thanh Phong, CMO của Prudential Việt Nam. Xin chào mọi người. Xin chào anh Phong, cảm ơn anh đã đồng ý tham dự talk show của Advertising Việt Nam. Thì trước khi mình đi vào chi tiết cái chiến dịch hôm nay là gì thì anh có thể giới thiệu đôi chút về mình cho các bạn khán giả được không? Cảm ơn Trung. Thật ra thì anh không xa lạ gì với Advertising Việt Nam, với cái industry này của chúng ta đâu. Anh cũng là người xuất thân ở trong Advertising Agency. Anh làm ở 3 Advertising Agency lớn trong suốt khoảng 17 năm. 17 năm rồi vào. Trước đó thì anh có một khoảng thời gian ngắn làm ở phía bên brand, và rồi từ 2017 cho tới thời điểm này anh chính thức bước chân vào lĩnh vực của corporate, và anh thuần túy từ thời điểm đó cho tới nay là chỉ trong ngành bảo hiểm nhân thọ mà thôi. Nhưng mà anh có cái chia sẻ thế nào, tại vì anh đã làm 17 năm ở ngành advertising, là một con số rất là lâu trong ngành quảng cáo đó. Tại vì mọi người có thể làm 5-6 năm là người ta chuyển ngành rồi, mà là tới 17 năm rồi bây giờ anh lại quyết định là chuyển qua ngành brand, và đặc biệt là ngành bảo hiểm. Thì anh có thể chia sẻ mọi người là cái quyết định ở đâu? Quay trở lại chút xíu tới cái công ty Advertising Agency mà cuối cùng mà trước khi mà anh chuyển qua. Thì Advertising Agency đó tụi anh làm mainly cho khách hàng, một khách hàng về điện tử. Thì thông qua khách hàng đó, bản thân tụi anh cũng được cởi mở về cách làm advertising, cách làm brand engagement, cách làm những digital initiative mà nó không phải là traditional, những cái cách mà chúng ta làm quảng cáo thông thường về truyền thống. Chính vì vậy nó gợi mở ra một cái suy nghĩ về câu chuyện là khi có những cái cơ hội để chúng ta bước chân vào cái việc mà sử dụng digital data, CRM, tất cả những cái nền tảng platform về công nghệ để giúp cho chúng ta có thể engage tốt hơn với khách hàng, chúng ta deliver customer service tốt hơn. Thì khi anh thấy cái cơ hội đó ở Prudential vào năm 2017, thì anh bắt đầu chính thức quyết định là rẽ hướng, chuyển ngành. Tại vì đây là một cái cơ hội hầu như nó sẽ không đến quá nhiều lần trong cái cuộc đời đi làm của chúng ta. Nhưng mà theo em hiểu nha, tại vì khi mình làm ở agency ấy, là mình làm chuyên về communication, làm brand. Nhưng mà khi còn có phía khách hàng làm ấy, thì gần như là mình là người sẽ làm ra rất là nhiều các mảng khác. Tại vì marketing rất là rộng. Agency thì mình làm mảng quảng cáo nói chung thôi. Đó, khi có brand thì theo hiểu là mình sẽ có thêm nhiều các scope work và nhiều cái sự trải nghiệm mới. Thì chắc là lý do mà anh quyết định chuyển công rồi. Thật ra bất kỳ cái thời gian mà chúng ta làm việc ở phía bên advertising á, trong những cái năm khoảng độ chừng 5 năm đổ lại đây, 5 năm 7 năm đổ lại đây, chúng ta thấy cái việc mà agency phải học rất nhiều về những industry mới, về cách làm mới, bởi vì chúng ta không còn retainer nữa. Cho nên là mỗi một khi nhận được một cái brief, một cái pitching mới thì chúng ta phải học, coi như học lại từ đầu. Thì cái khả năng resilient về câu chuyện học thông qua những cái challenge đó trong một thời gian ngắn nhất, trong vòng 10 ngày, 2 tuần, thậm chí là một thời gian còn ngắn hơn nữa, phải hiểu về cái industry đó, hiểu về cách vận hành, hiểu về customer, hiểu về sản phẩm của họ. Nó trở thành một thói quen. Nó vừa là challenge, nó vừa là cái điểm lý thú, làm sao trong thời gian ngắn nhất mình hiểu được và mình đi present cho khách hàng giống như là mình ở trong nội bộ công ty mình đi ra. Thì chính vì vậy cho nên là khi mà cái quyết định chuyển ngành của anh nó cũng không phải là một cái thử thách quá nặng nề, quá to lớn. Bởi vì mình cũng đã quen với cái tốc độ mà mình học, mình adapt. Người ta vẫn hay nói là miễn là chúng ta vẫn còn có cái sự tò mò, có cái sự hiếu kỳ, và chúng ta luôn luôn đi tìm xem là ở đó có những gì mà chúng ta chưa biết. Thì cái việc mà chúng ta chuyển sang một cái ngành mới, nó không bao giờ nó là một cái quyết định mà quá khó để mà chúng ta làm hết. Rồi vậy quay trở lại câu chuyện ở Prudential, thì qua 20 năm làm trong ngành quảng cáo và truyền thông rồi, thì anh có cái nhận định gì về cái sự chuyển dịch giữa cách làm marketing về brand và thương hiệu của những nhãn hàng về bảo hiểm hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi cực kỳ lý thú của em. Mọi người vẫn thường hay nhìn nhận là ngành bảo hiểm nhân thọ là cái ngành nó hơi cũ lỗ sĩ, hơi khô khan. Thật ra nó rất nhân văn, nhưng mà cái cách làm của nó, mọi người thường có một cái quan điểm là
nó 10 năm, 20 năm chắc cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà thật ra bước chân vào cái thế giới của brand và làm ở Prudential thì mình mới thấy một cái chuyện là ở bên ngoài có thể nhìn nhận như vậy, nhưng thực chất cái sự biến đổi ở phía bên trong công ty về câu chuyện là làm sao có thể sử dụng được tất cả những cái knowledge, tất cả những cái data point, tất cả những cái digital campaign, tất cả những cái technology platform mới để chúng ta có thể tăng được cái trải nghiệm, chúng ta có thể engage được với khách hàng tốt hơn, để chúng ta có thể hiểu được khách hàng tốt hơn. Thì mọi người cũng biết là ngành bảo hiểm ở Việt Nam á, mặc dù là công ty bảo hiểm đầu tiên, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên có mặt ở Việt Nam từ 21 năm về trước, tính tới thời điểm này cũng chỉ mới có 11% dân số là thực sự được bảo vệ. Trong khi đối với những nước phát triển, ví dụ như không tính đâu xa trong châu Á thì Singapore, Hồng Kông, họ đạt cái tỷ lệ là trên 80%. Thì thực chất một phần cũng là do cái cách làm, cái cách operate cũ, truyền thống, cũng như là từ phương diện của marketing á, thì ngày xưa chúng ta chỉ làm marketing theo hình thức là tạo awareness. Nhưng mà cách làm marketing hiện đại bây giờ tất cả đều nhờ vào công nghệ. Chúng ta có rất nhiều những cái data point, chúng ta có vô số data point. Big data chưa bao giờ là issue, chỉ có điều là trong cái đống big data đó đó, chúng ta không biết lọc ra data như thế nào, dùng data nào, hiểu được khách hàng tới đâu thông qua data đó. Và khi chúng ta hiểu được khách hàng thì chúng ta mới thực sự mới nắm được câu chuyện là bản thân khách hàng họ có nhu cầu gì, họ cần được bảo vệ tài chính đến mức độ như thế nào, họ có những cái concern gì trong cuộc sống, họ có những cái financial plan gì để mà cái sản phẩm á, nó có thể được customize một cách phù hợp nhất. Thì cái cách làm đó nó thay đổi hoàn toàn những gì mà marketing phải làm. Nó không thuần túy chỉ là campaign, về content, về campaign, về câu chuyện reach, về câu chuyện impression nữa, mà nó là câu chuyện engage, nó là câu chuyện understand khách hàng, nó là câu chuyện customer centricity và customer service. Anh có thể giải thích kỹ hơn về mặt là áp dụng công nghệ với target khách hàng của mình? Thực ra again, về câu chuyện công nghệ, mọi người cũng có một cái nhận định là công nghệ nó quá fancy đi, đa phần là những người trẻ họ mới là early adopters của công nghệ. Anh có một cái ví dụ lý thú như này nè. Bố anh ở độ tuổi 80 mấy, mẹ anh ở độ tuổi 70. Và hai cụ trong một cái lần mà anh về nhà chơi thăm thì hai cụ báo với anh là vừa mới mua một cái tủ lạnh hai cửa, họ giao tới tận nhà. Hai cụ thanh toán thông qua thẻ tín dụng. Và hai cụ rất vui vì câu chuyện là thật ra là nó không có quá khó. Ở một cái người, ở một cái thế hệ mà anh nghĩ rằng ở độ tuổi 70 mấy, 80, đó là cái ứng dụng về công nghệ. Và thật ra vai trò của công nghệ là làm cho mọi thứ nó trở nên tiện dụng và dễ dàng, chứ không phải là nó đòi hỏi người ta phải có một cái kiến thức cơ bản về công nghệ. Bác trở lại chút xíu nữa là cũng có một thời gian mà bố mẹ anh cũng nói là lập cho bố mẹ anh một cái tài khoản Facebook. Anh không biết là bây giờ mình phải nói về câu chuyện setup nó như thế nào, trên đó phải có những tính năng như thế nào. Hai tuần lễ sau anh về nhà thì các cụ đã có rồi, và các cụ đã upload rất nhiều thứ lên trên đó rồi. Thì là các bạn bè trong nhóm đi chơi tennis, karaoke của các cụ là chỉ nhau. Thì thật ra việc ứng dụng công nghệ nó không phải là một cái mystery, nó không phải là một cái ẩn số. Đối với tất cả mọi người, kể cả những người thuộc thế hệ khá là xưa. Và thêm vào nữa là với cái tình hình mà gần đây chúng ta thấy từ năm ngoái cho tới năm nay, Covid rồi mọi người phải ở nhà, thì việc mọi người lên online, mọi người bắt đầu vừa để cập nhật thông tin này, vừa để connect với bạn bè, với người thân của mình nè, vừa để entertain, thì ở nhà rất là chán. Đi ra ngoài, bình thường mọi người có thói quen đi ra ngoài cà phê cà pháo. Bây giờ không cà phê cà pháo được thì ở nhà suốt ngày để lên online thôi. Và amazing ở chỗ là khi mà những mọi người ở nhà online thì họ khám phá ra rất nhiều những cái ứng dụng, rất nhiều những cái cách để entertain, rất nhiều những cái cách mà họ có thể spend time cả ngày trên online. Và bản thân họ feel là ok, cũng không tới nỗi tệ. Vậy qua những chia sẻ của anh về sự thay đổi trong ngành bảo hiểm cũng như là cái công nghệ số hiện nay là mọi người đều đang rất là đón nhận. Hiện tại ở Prudential Việt Nam của mình thì là mình đã đang áp dụng như thế nào cho về mặt truyền thông và quảng cáo, và mình có thể đưa ra những cái ví dụ điển hình về một case study nào đó mà mình đã áp dụng thành công không?
Thực ra ở Prudential, số lượng dự án cũng như là những cái trải nghiệm mới về digital là nó là việc gần như hàng ngày ở Prudential. Cho nên gọi là đưa ra một cái case study thì nó không có, nhưng mà nó cứ diễn ra liên tục như vậy ha. Anh đưa ra một cái ứng dụng mà mọi người sẽ mọi người thấy là gần đây Prudential đưa ra cái ứng dụng Pulse. Pulse by Prudential. Bản thân Pulse nó là một cái mobile app. Trên đó nó có những cái tính năng về câu chuyện giúp cho mọi người track sức khỏe, liên lạc với bác sĩ, đi tìm những cái nhà khám hoặc là những cái bệnh viện gần nhất, mua những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe ở trên đó. Có những cái về câu chuyện kiểm tra về dinh dưỡng, kiểm tra về mức độ hoạt động của mình, activity của mình. Thì thực chất tôn chỉ của Prudential là giúp cho cuộc sống của mọi người ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Và thật ra mình làm sao để mình đưa được cái lời hứa nó trở thành hiện thực, nó tốt đẹp hơn, nó phải thể hiện ở bản thân người ta phải thấy người ta khỏe hơn, người ta sống vui vẻ hơn. Và cũng như là cái sự đảm bảo về tài chính đó, nó không bao giờ nó trở thành một nỗi lo. Có nghĩa là khi mà mình có cái safety net của câu chuyện là worst case scenario, là những trường hợp xấu nhất khi mà nó xảy ra, tôi và gia đình tôi vẫn được bảo toàn, có gì đó an tâm. Đúng. Thì cái safety net đó nó làm cho mình cảm thấy nhẹ đầu rất nhiều ấy mà. Và khi mình nhẹ đầu như vậy, cái mình sẽ không bị stress, mình không bị căng thẳng về cuộc sống, những cái quyết định của mình nó cũng hoàn toàn là đến một cách tự nhiên hơn. Thì Pulse được ra đời để làm tất cả những cái hỗ trợ đó. Và nó là, vì nó là một cái ứng dụng ở mobile app, cho nên là nó sẽ được liên tục cập nhật với những cái tính năng mới, những cái hỗ trợ mới. Ngày xưa khách hàng chỉ có thể mua được những cái sản phẩm bảo hiểm, ví dụ như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, tử kỳ, bảo hiểm theo có thời hạn, chỉ khi mà họ gặp được tư vấn viên thôi. Còn khi mà bây giờ với cái ứng dụng này thì bản thân họ có thể mua được trực tiếp ở trên cái ứng dụng đó. Hiện cũng là dựa vào cái câu chuyện hiện nay giãn cách xã hội, mọi người cũng ngại gặp gỡ nhau. Nếu có gặp thì cũng gặp qua online hoặc gặp video chat thôi, thì làm sao chúng ta có thể vẫn giúp cho người ta cảm thấy được rằng đây là cái thời điểm mà tôi cảm thấy cần được bảo vệ nhất, mà tôi lại không có phương tiện nào để tôi reach out được tới với mọi người hết. Thì cái ứng dụng này nó giúp cho chúng ta làm được chuyện đó. Cái cách mà mình chạy campaign nó cũng khác nữa. Có nghĩa là ngày trước như anh nói là campaign là chạy đa phần là để tính tới câu chuyện tôi reach out được bao nhiêu người, tôi tạo được bao nhiêu impression, có bao nhiêu người engage với campaign của tôi. Thì thật ra đối với cách mà tụi anh làm campaign bây giờ, nó là một cái dialogue. Nó là một cái ongoing dialogue. Chúng ta làm sao chúng ta có thể engage và giúp cho khách hàng tìm được cho mình những cái solution, tìm được cho mình những cái câu hỏi, câu trả lời mà bản thân họ đã một thời gian họ có thể họ chưa bao giờ họ nghĩ tới câu hỏi đó, mặc dù nó luôn nằm ở đâu đó ở background trong đầu của họ. Thì rồi thông qua đó nó sẽ được tiếp tục lan tỏa với khi mà bạn có những cái câu hỏi, những cái trăn trở nhất định, thì cách nào bạn sẽ xử lý cái trăn trở đó trong gia đình của mình. Đó chính là lý do tại sao mình đưa ra cái campaign học yêu. Quay trở lại với chút xíu với lại cái vai trò cũng như là cái sứ mệnh của bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ first and foremost đó, nó là bảo vệ cái tài chính của gia đình khi người trụ cột không may, không có khả năng tạo ra tài chính nữa. Và như vậy thì nó gắn kết giữa người trụ cột và những người lệ thuộc trong gia đình của mình. Nhưng mà thực sự cái sự liên kết giữa các thành viên trong gia đình với nhau, và đặc biệt giữa người trụ cột và người lệ thuộc á, nó được bonding với nhau ở nhiều cái level khác nhau. Nó không phải chỉ có tiền là đủ. Nó là cái connection, nó là cái bond, nó là cái câu chuyện emotion, câu chuyện mà liên kết với nhau bằng tình cảm. Và do vậy cho nên cái campaign học yêu nó giúp cho mọi người xích lại gần nhau hơn, cởi mở với nhau hơn, quan tâm tới nhau nhiều hơn, communicate, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và khi nói chuyện với nhau nhiều hơn thì mình cũng sẽ hiểu nhau hơn. Anh có thể nói rõ hơn về cái dự án học yêu của mình không? Từ lúc đầu mà xuất phát ra cái ý tưởng của chiến dịch này, mình đã triển khai như thế nào? Và một phần đó là cái hiệu quả của mình nó như thế nào? Cho phép anh quay về cái trước cái campaign học yêu, thì nó có một cái campaign khác, nó gọi là khi tình yêu đủ lớn.
của hình như một cái MV này của Hoàng Thùy Linh. Rồi, MV của Hoàng Thùy Linh nó là một phần của cái chiến dịch này. Thực chất ra câu chuyện về vai trò, giá trị cũng như là tôn chỉ của ngành bảo hiểm nhân thọ và của Prudential chính là câu chuyện làm sao thể hiện được cái mối quan hệ rất là mật thiết, rất là chặt chẽ giữa người trụ cột của gia đình và người lệ thuộc. Có một cái thực tế, một cái sự khác biệt rất lớn về cơ bản giữa ngành bảo hiểm nhân thọ so với tất cả những ngành khác. Đây là một sản phẩm vô hình. Khi khách hàng đặt vấn đề tôi có nhu cầu được bảo vệ về tài chính cho tôi và gia đình tôi, và họ đặt bút ký trên câu chuyện tôi chọn một cái sản phẩm, một cái giải pháp về bảo vệ, nó không có một cái tangible, một cái impact nào để họ nhìn thấy rằng là ồ cái này ngon quá, cái này đẹp quá, cái này thích quá, mặc cái này tôi mua vô xong tôi thấy tôi đẹp hơn. Nó không có cái instant gratification đó. Cảm nhận được liền. Không có cảm nhận được. Cái giá trị đó nó chỉ nằm ở cái chuyện tinh thần là tôi cảm thấy đây là một cái quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã làm trước giờ cho gia đình tôi. Nó giống như cái chuyện là khi mình làm một cái điều tốt gì đó cho người thân, cho xã hội, tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình nó tự nhiên nó rất vui. Nó có một cái niềm hãnh diện, một cái sự hưng phấn mà không thể diễn tả ra được. Và nó không có, nó rất vô hình. Nhưng có một cái điểm lý thú khác nữa. Vậy thì nó khác như thế nào so với việc là tôi mua một cái món quà hoặc là tôi tặng cho người thân của tôi một cái thứ gì đó rất giá trị, rất đắt tiền, mà thậm chí nó nằm ngoài cái khả năng tài chính của tôi. Cái sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và một cái sản phẩm, một cái món quà tặng đó, cái món quà tặng nó là one off. Mình có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc là mình có thể vay mượn, mình mua một cái đồ nữ trang rất đắt tiền tặng cho một người thân yêu, hoặc là đặt một cái trip mà mình biết rằng là mình sẽ phải trả từ từ, trả dần thông qua credit card cho người thân để kỷ niệm một cái anniversary nào đó. Cái one off đó nó dễ manage mọi người hơn. Với một cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, với một cái giải pháp bảo hiểm nhân thọ, thì nó là một cái commitment về financial trong một thời gian rất dài. Có nghĩa là em cứ hình dung đều đặn hàng năm mình sẽ phải make sure là mình thực hiện cái commitment đó đối với người thân của mình. Thì dựa trên hai yếu tố đó, cái insight mà chúng ta có ra được á, là tình yêu của mình đối với gia đình mình á, ở một thời điểm nào đó thì tự nhiên mình cảm thấy mình rất quan tâm tới người thân và mình thấy mình muốn làm một cái điều gì đó, nó thôi thúc bên trong mình. Nhưng cái đó nó cần được nuôi dưỡng từ năm này qua năm khác để mình tiếp tục cái động cơ đó. Mình tiếp tục nuôi dưỡng cái ước vọng là mình sẽ làm được cái chuyện đó. Và mình sẽ không làm được nếu mà tình yêu của mình nó không có đủ lớn. Đối với gia đình của mình. Như anh nói, cái món quà one off để mà tạo được cái instant gratification nó không có khó nếu nó nằm trong khả năng tài chính của mình. Nhưng để thể hiện được một cái commitment 15 năm, năm nào tôi cũng sẽ làm cái chuyện này, năm nào tôi cũng celebrate cái relationship này của tôi với con tôi, với chồng, với vợ tôi, với bố mẹ tôi, nó không phải là một cái commitment mà hiện giờ mình dám vỗ ngực xương tên mình bảo làm tôi có thể làm được chuyện đó, tôi cam kết tôi làm được chuyện đó. Chính vì vậy nó đòi hỏi một cái động cơ đó đằng sau rất lớn, mà cái động cơ đó nó không có gì khác hơn ngoài cái tình yêu. Thì khi mình ra cái chiến dịch khi tình yêu đủ lớn xong, mình có rất nhiều những cái format khác nhau, làm về phim ngắn, rồi sau đó mình có thêm một cái MV của Hoàng Thùy Linh. Và trong cái lyric của MV thì cũng nói là khi tình yêu đủ lớn thì nó làm cho chúng ta cố thêm một chút. Lúc đó là chúng ta rướng thêm một chút, tại vì nó không làm cho chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi. Thì sau đó nó mới dẫn tới cái campaign là cái đó nó chỉ tạo ra cho mọi người một cái, nó đặt ra cho mọi người một cái câu hỏi là à, tôi nghe cái chiến dịch đó như vậy, tôi nhìn lại vào trong mối quan hệ của tôi, trong gia đình tôi là như vậy, thì tình yêu của tôi với gia đình tôi, với người thân yêu của tôi, nó lớn ở mức độ nào? Hoặc là đủ chưa? Nó đã đủ chưa? Nó đã đủ lớn hay chưa? Tại vì mình biết là khi nó đủ lớn, đủ lượng thì nó thành chất và nó sẽ chuyển hóa để mình làm một cái gì đó nó to tát, nó vĩ đại hơn. Thì sau đó nó mới ra cái chiến dịch học yêu. Bởi vì mọi người vẫn khi mọi người nhìn nhận cái vấn đề đúng rồi thì mọi người cần thêm một cái sự hỗ trợ nữa là chỉ cho tôi biết là tôi cần làm gì không. Thì học yêu chính là một trong những cách gợi mở, đặt vấn đề thêm
Tại vì khi mình nói mình yêu, mình có biết chắc là mình đã yêu đúng chưa? Mình yêu đủ hay chưa? Dạ. Mình yêu một người, mình bảo rằng là mình rất yêu vợ, yêu chồng, yêu con mình, đương nhiên nó là bản năng. Nhưng mà những biểu hiện của mình nó đã đủ để nó thể hiện cái tình yêu đó chưa? Bản thân con người thì sau thời gian chúng ta đều thay đổi, môi trường xung quanh thay đổi, công việc thay đổi, trải nghiệm về cuộc sống thay đổi, nó làm cho mình cũng thay đổi. Và khi mình thay đổi, người thân của mình cũng thay đổi. Thì cái cách yêu mà nó có từ thời nhiều năm về trước giữ y chang như vậy còn phù hợp nữa hay không? Nó luôn luôn cần phải được đổi mới, nó luôn luôn cần phải được cập nhật lại. Chính vì vậy cái campaign học yêu này á, nó giúp cho mọi người luôn luôn phải nhìn nhận lại rằng là ở mỗi một thời điểm, bất kỳ thời điểm nào, chúng ta đều phải, nếu thực sự chúng ta quan tâm và yêu thương người thân của mình đủ lớn, chúng ta luôn luôn tìm cách là tương kính như thân, quay trở lại học như những ngày đầu, như chúng ta chưa quen biết gì nhau, như con mình vẫn là một đứa con còn rất nhỏ, và mình cần phải học xem là nó muốn cái gì, nó thích cái gì. Hoặc là như bố mẹ mình càng ngày càng lớn thì mình hay bảo là người già thì quay trở lại trở thành con nít. Và khi mà mọi người trải qua tất cả những cái diễn tiến về tâm lý dạng như vậy thì là một người trụ cột, mình cũng thay đổi, nhưng bản thân cái cách mình thể hiện tình yêu của mình á, mình cũng phải thay đổi theo. Tại vì thực chất người ta vẫn hay nói là người trụ cột gia đình là người khá là cô đơn. Tại không có dám chia sẻ. Tại vì mình biết rằng là mình đang gánh vác cái trọng trách của cả gia đình trên vai. Mình chia sẻ ra chẳng khác nào mình bảo rằng là người khác phải gánh bớt một phần cho mình đi. Thì chính vì vậy cho nên là cái campaign học yêu á, nó làm cho mọi người trở nên một phần nào đó can đảm hơn, dám chia sẻ cái cảm nghĩ của mình, dám chia sẻ cái suy nghĩ, những cái trăn trở của mình. Và trong những cái trăn trở, trong những suy nghĩ đó, nó giúp cho mọi người chủ động hơn trong chuyện đi tìm một cái giải pháp. Và không phải là tất cả mọi cái giải pháp nó đều dẫn tới bảo hiểm nhân thọ. Và thực chất ra có rất nhiều những giải pháp nó nằm trong câu chuyện là chỉ cần hai người hiểu nhau, hai vợ chồng hoặc là bố mẹ, giữa bố mẹ và con cái hiểu nhau, hiểu cái concern của nhau là họ có thể vượt qua được rồi. Chính vì vậy cho nên cái campaign học yêu á, nó không có đưa ra một cái định nghĩa, nó không đưa ra định nghĩa rằng yêu phải là như thế này. Với case của Trung nó sẽ khác, với case của anh nó sẽ khác, với case của tất cả mọi người bên ngoài nó sẽ khác. Và mình chỉ đang là mình đặt vấn đề ra thôi. Và nếu như mọi người cần một cái câu trả lời nào đó, mình có thể giúp họ trong một cái chừng mực nào mà mình có thể. Và anh có thể nói rõ về cái quá trình mình triển khai cái chiến dịch học yêu được không? Ok. Cái campaign học yêu á, khi mà tụi anh bắt đầu tiến hành làm execution, thì tụi anh nghĩ rằng là cái format tốt nhất mà nó có thể làm được, nó nên là một cái việc mà làm sao chúng ta chỉ đặt vấn đề thôi. Chúng ta đưa ra một vài cái ví dụ nào đó chỉ như là một cái khơi gợi để người ta suy nghĩ, chứ không phải chúng ta kết luận vấn đề. Và chúng ta lại càng không nên rằng tạo ra một cái định nghĩa nhất định nào đó. Cho nên là tụi anh tạo ra cái talk, một cái format là talk show. Với cái talk show thì tụi anh làm mỗi một tháng một số, và nó đã bắt đầu từ hồi tháng 5. Và cái talk show học yêu by Prudential á, trong mỗi một số nó sẽ đưa ra những cái câu chuyện khác nhau, và đa phần là nó đến từ câu chuyện của những người tương đối là nổi tiếng. Thực chất ra thì anh biết rằng là trong thực tế có rất nhiều những câu chuyện hay, có rất nhiều những cái mối conflict, những cái mối mâu thuẫn ở trong gia đình mà thật ra ai cũng có. Vậy tại sao chúng ta cần phải sử dụng người nổi tiếng? Thật ra người nổi tiếng giúp cho mọi người quan tâm và để ý tới cái đề tài của mình nhiều hơn thôi. Chứ thực chất ra không phải là câu chuyện người nổi tiếng thì nó sẽ hay hơn câu chuyện người thường. Dạ, đồng ý. Và khi mà mình nói tới câu chuyện học yêu xong rồi, với mỗi một cái số như vậy, chúng ta đưa ra một cái câu, ví dụ như số đầu tiên anh nói về câu chuyện học yêu từ cái góc nhìn của các ông bố lần đầu làm bố, so với những đứa con mới đẻ ra của mình, nó thay đổi cái khái niệm, cái quan niệm về vai trò của bố versus vai trò của mẹ trong gia đình. Người bố luôn luôn là người phải discipline, cứng rắn, nhưng thực chất ra không nhất thiết phải là như thế. Rồi khi đứa con, người bố có chuẩn bị cái tâm lý là đứa con nó không phải lúc nào nó cũng nhỏ bé, nó nương tựa vào mình, một lúc nào đó mình có thay đổi vai trò của mình hay không. Với cái số thứ hai thì anh lại đi xoáy sâu hơn vào trong mối quan hệ của giữa vợ chồng. Thật ra người ta hay nói là phải có yêu nhau đậm sâu lắm thì mới cưới. Nhưng mà vậy thì tại sao ở một cái thời điểm nào đó tự nhiên hai vợ chồng lại nảy sinh mâu thuẫn? Bởi vì cái kỳ vọng của họ 10 năm sau, 5 năm sau nó giống như ngày họ mới cứ yêu nhau á. Họ kỳ vọng ở nhau, họ kỳ vọng ở những cái biểu hiện của nhau nó y chang như vậy. Liệu điều đó có đúng hay không? Cái cách yêu như vậy có đúng hay không?
Và cứ mỗi một số như vậy, again như anh nói, anh sẽ tìm ra một cái typical story, một cái mâu thuẫn nào đó để giúp cho mọi người có thể hiểu được hơn là yêu nó là cả một quá trình, chứ yêu nó không phải là một cái trạng thái nhất thời. Dạ. Yeah. Và như vậy thì nó cũng thay đổi luôn cái vai trò và cái giá trị của cái người tư vấn viên. Thì thực chất ra người tư vấn họ không cách nào có thể đặt vấn đề với bất cứ một gia đình nào nếu họ không hiểu được về cái mối tương quan, về quan hệ, về tình yêu giữa người trụ cột và người lệ thuộc trong gia đình đó họ là như thế nào. Cho nên anh chuyển cái cách gọi tên của tư vấn viên, của chuyên viên hoạch định tài chính, tại vì nghe nó rất là kỹ thuật, trở thành là những người gắn kết yêu thương. Lý do tại sao lại là gắn kết yêu thương? Bởi vì thực chất ra như anh có diễn tả khúc đầu, khi mà người trụ cột quyết định đặt bút ký và có một cái commitment hàng năm để bảo vệ người lệ thuộc, đó chính là cái câu chuyện là thành công nhất của một người tư vấn viên, là giúp cho họ nhìn nhận được cái tầm quan trọng của cái mối quan hệ đó. Yeah. Và nó gắn kết hai người lại với nhau. Mỗi một năm khi họ renew, nó chẳng khác nào anniversary cả. Tất cả những cái cách mà mình làm như vậy cũng để cho mọi người bắt đầu đánh giá từ trong chính cái mối quan hệ của mình. Và khi mà họ nhận thức được cái câu chuyện tình yêu của mình rồi thì tất cả mọi cái conversation còn lại á, nó sẽ flow rất mượt mà. Wow, cảm ơn anh đã chia sẻ. Tại vì lúc đầu em chỉ nghĩ rằng là mình, khi mà một cái công ty nào đó mà làm một chiến dịch quảng cáo thì họ phải là cố gắng là đem khách hàng về yêu thích thương hiệu của mình hoặc là mua sản phẩm của mình. Mà khi mình đã làm một chiến dịch mà chỉ cần là mong mọi là cho mọi người có một cái nhìn đúng đắn hơn về mặt bảo vệ mình là đủ, thì em rất là trân trọng về mặt chiến dịch của mình. Rồi quay trở lại đi. Như anh đã biết là cái đại dịch Covid nó đang diễn ra, nó là ảnh hưởng hết toàn bộ các ngành. Ngành nào cũng bị sẽ ảnh hưởng hết. Thì em không biết là ở phương diện công ty bảo hiểm của mình thì mình đã có những cái sự chuẩn bị gì đó cho giải pháp về vấn đề về Covid, hoặc là những cái phương án nào đó cho những cái truyền thông, quảng cáo hay là marketing hay là kinh doanh không ạ? Lại là một câu hỏi rất hay. Tại vì đúng là Covid khi mà nó xảy ra thì rất nhiều ngành bị động. Và rất nhiều ngành rơi vào cái trạng thái khủng hoảng vì không biết là mình sẽ phải xử lý cái tình huống này như thế nào. Cái chuyện giãn cách xã hội, cái chuyện mọi người lên online trước giờ coi như nó là một cái phần fancy, chứ nó không thực sự nó là một cái cần thiết trong cái cách vận hành của business. Thì thực chất ra với rất nhiều những cái data point mà tụi anh biết được á, càng trong những tình huống như thế này thì cái nhu cầu mà người ta cảm thấy được bảo vệ nó lại tăng lên chứ không phải nó giảm đi. Tại vì chính vì những cái sự kiện như thế này xảy ra đó, nó càng làm cho người ta nghĩ rằng là tương lai nó có quá nhiều những cái biến mà nó không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Yeah. Chính vì vậy những cái biến này khi mà nó xảy ra thì liệu tôi đã có kế hoạch chưa? Tôi và gia đình tôi đã có kế hoạch chưa? Và nếu chưa có kế hoạch thì tôi cũng cần phải nhìn lại kế hoạch ở thời điểm này. Mọi người có một cái nhận định ở bên ngoài, anh không biết là mọi người có nghĩ rằng là vì có khá là nhiều ngành cần tạm thời phải đóng cửa, không hoạt động được, nó dẫn tới chuyện là thu nhập không đảm bảo, và khi thu nhập không đảm bảo thì bản thân họ làm sao có thể sử dụng những cái dịch vụ hoặc là đi tìm những cái giải pháp bảo vệ ở đâu. Nhưng thực sự thông qua một cái rất là nhiều những cái nghiên cứu, mà gần đây nhất là cái nghiên cứu của bên nhà tái bảo hiểm là Swiss Re, thì họ khẳng định lại là càng trong những tình huống như thế này, mọi người lại càng quan tâm tới câu chuyện là những cái phương án cũng như là những cái sản phẩm bảo hiểm bảo vệ mà tôi đang có, cho dù nó là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, có thể nó không đủ. Và tôi cần phải chủ động hơn trong chuyện đi tìm những cái giải pháp mà nó có thể đáp ứng được đầy đủ trọn vẹn hơn, hoặc là cái mức độ gọi là cover của nó rộng hơn, nhiều hơn. Ví dụ như người ta nói tới câu chuyện là thế có những cái bảo hiểm nào, bảo hiểm cho thu nhập, bảo hiểm nào cho bệnh hiểm nghèo trong giai đoạn này, bởi vì mọi người cũng biết là bây giờ hầu như bệnh viện là hạn chế người ta đi ra vào, cho nên là ngoại trừ bệnh nặng lắm thì bệnh viện người ta mới cho vào. Còn không thì bảo là thôi tự nhà chữa đi. Nếu gia đình mình mà có những người mà sức khỏe không được tốt lắm, hoặc là có những người lớn tuổi, thì cái đó tự nhiên nó trở thành nỗi lo là lỡ như bây giờ tôi đang không khỏe thì tôi đi vào là bắt tôi đi về thì sao. Thì những cái mối quan ngại như vậy á,
nó làm cho người ta lại càng reach out một cách tự nguyện hơn đến với bảo hiểm và đi tìm về bảo hiểm. Cho nên khi mà họ tìm đến, nhưng mà nó lại đi kèm với những cái giới hạn, những cái ràng buộc là giãn cách xã hội nè, họ không được đi nè, họ không được đi tìm thông tin một cách chính thống nè, họ lên online họ tìm, nhưng mà đối với những người ở ngoài ngành thì lên online tìm xong họ vẫn không biết là những cái thông tin như vậy á, nó đã đầy đủ hay chưa. Về nguyên tắc thì cái ngành này á, những cái sản phẩm phức tạp nó cần có sự tư vấn trực tiếp từ một người tư vấn viên, từ một người mà được cấp code bởi Bộ Tài chính thì mới được phép tư vấn để nói chuyện, để làm cho, ví dụ như bản thân anh không có code, anh cũng không thể ngồi tư vấn cho Trung được. Dạ. Thì trong trường hợp như vậy thì công ty đã mở ra rất nhiều những cái digital platform để mà tư vấn viên và khách hàng có thể gặp mặt nhau, làm việc với nhau, nói chuyện với nhau một cách chính thống. Tại vì thực chất mình cũng rất sợ câu chuyện là với cương vị là khách hàng, tự nhiên có một người ở trên mạng xã hội nhắn tin cho anh, làm quen với anh và bảo rằng là em có một cái giải pháp mà em nghĩ rằng là dựa trên cái việc quan sát tình hình của các anh chị thì em nghĩ rằng đây sẽ là một sản phẩm phù hợp. Cho nên tôi nghĩ là liệu có lừa không? Người ta tưởng là lừa đảo trên mạng. Đúng. Và thật ra cái sự lo ngại đó là rất hợp lý, rất chính đáng. Có cơ sở. Đúng. Thì do vậy cho nên công ty cũng phải tạo ra một số những cái platform để làm sao giúp cho khách hàng khi mà họ được tiếp cận với tư vấn viên, làm việc với tư vấn viên, họ biết rằng là đó là tư vấn viên được cấp code chính thức bởi Prudential. Với những cái nền tảng online, ví dụ như hiện nay chúng ta đang sử dụng qua Zoom khá là nhiều, và bản thân khách hàng thì khi họ lên thì họ sẽ nhìn thấy rằng là đây là những cái chương trình mà do bản thân Prudential đứng ra tổ chức, chứ không phải là những cái chương trình mà họ không biết cái tính trung thực, cái tính cái Prudential của nó nằm ở đâu. Rồi khi khách hàng có một cái nhu cầu về bảo hiểm thì tất cả mọi quy trình thẩm định cũng như là thậm chí kể cả việc đi khám để được gọi là để cái hợp đồng yêu cầu bảo hiểm của mình nó được phát hành ra đó, vẫn có thể làm qua được online ở trong một cái chừng mực nào đó. Trong giai đoạn này nếu như khách hàng cần phải đóng phí, chúng ta có tất cả những cái phương tiện và ví điện tử về tất cả những cái channel ngoại trừ cái cách thông thường là sử dụng credit card và làm qua web. Rồi khi khách hàng có claim, bản thân toàn bộ cái quy trình claim vẫn được làm trên online. Có nghĩa là về quyền lợi cũng như là nhu cầu nó đều được giải quyết, nó đều được nghĩ và đều được giải quyết ổn thỏa qua tất cả những cái channel, và mình tìm những cái platform và những cái phương thức mà bản thân khách hàng họ không phải adapt quá nhiều. Ví dụ như với mỗi một cái giao dịch họ phải download một cái thứ gì đó hoặc phải làm cái gì đó thì không phải. Thì do vậy cho nên là chính vì trong cái giai đoạn này nó đòi hỏi tất cả những công ty phải khá là nhanh để nắm bắt cái cách làm sao để mình có thể chuyển hóa, để mình có thể vẫn serve được, vẫn phục vụ được khách hàng của mình, kể cả về câu chuyện là cung cấp cho họ nhu cầu cũng như là giải quyết tất cả những quyền lợi của họ. Thì Prudential rất là hãnh diện là tất cả những quy trình đó tụi anh làm trong vòng khoảng thời gian khá là ngắn, và hầu hết end to end journey là đã có thể làm online hết được rồi. Dạ, em cũng đồng ý cái chuyện này. Tại vì nếu như cái cách truyền thống là thậm chí là khi mà đi lấy lại tiền bảo hiểm đi, mình đòi hỏi rất là nhiều các giấy tờ, đi đến phòng này phòng kia rồi bệnh viện này lấy giấy tờ xong rồi, thì nếu mà cái thời buổi bây giờ không thể nào chuyện đó được. Và không lẽ bây giờ là cái quyền lợi khách hàng bị mất đi, tại vì rõ ràng là nếu mà theo cái cách cũ thì nó sẽ đúng đi chứ. Và cái cách mà Prudential đang làm hiện tại là đã giúp cho kiểu như là thay đổi lại mọi cái thứ mà giúp ích cho khách hàng nhiều hơn. Thì anh có nghĩ rằng là đây cũng là một cái cơ hội mà giả sử mà đại dịch nó qua đi thì mình tiếp tục áp dụng cái này để làm cho mọi thứ cho em dễ dàng hơn với người tiêu dùng? Đương nhiên rồi em. Tại vì anh nghĩ rằng là một khi mà mình cũng hy vọng đại dịch nó qua sớm, dạ đúng, để cho cuộc sống nó trở lại như bình thường. Nhưng mà kể cả khi mà giãn cách xã hội không còn nữa, cũng như là cái chuyện đại dịch nó đã được kiểm soát tốt, cái hành vi của chúng ta cũng đã thay đổi rồi. Chúng ta đã bắt đầu cảm thấy là mọi thứ nó quá thuận tiện, vẫn có thể làm được online, mua hàng có thể online, thậm chí đặt đồ ăn có online, mua một cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ rất phức tạp, nhưng mà tất cả từ quy trình giải thích như thế nào, đưa ra bản minh họa ra làm sao, rồi cho chúng ta biết được là những cái bước mà chúng ta cần phải làm là cái gì, tất cả mọi thứ đều có thể làm được online. Vậy thì tại sao mình không tiếp tục giữ cái đó? Dạ đúng rồi. Và thực chất ra là đó là một cái xu thế mà anh nghĩ rằng là mình không có
tránh né nó được. Dạ. Bởi vì công nghệ nó cứ càng ngày nó sẽ càng đưa ra nhiều những cái ứng dụng mới, những cái tính năng mới, và thực chất tất cả những thứ đó làm cho cuộc sống của chúng ta nó trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Chính vì vậy cho nên là một khi mà mình đã quen với sự thuận tiện thì không ai quay trở lại về với thứ khó khăn hết. Những thứ mà nó nhiều khê giấy tờ rồi phải đi, phải di chuyển qua lại để làm cái này, phải làm cái kia, tất cả mọi thứ nó được digital hóa hết rồi. Vâng, cảm ơn anh Phong đã chia sẻ rất là tận tình về những cái chiến dịch của mình và những cái đổi mới của Prudential trong năm vừa qua. Cảm ơn Trung. Cảm ơn anh đã đồng ý tham dự talk show hôm nay của Advertising Việt Nam ạ. Chúc anh sức khỏe và gặp nhiều thành công hơn. Cảm ơn Trung. Và cảm ơn Advertising Việt Nam đã cho anh cái cơ hội để chia sẻ về cái sứ mệnh cũng như là những cái trăn trở làm sao để làm cho cuộc sống của tất cả mọi người ngày càng được trở nên tốt đẹp hơn. Và kính chúc mọi người sức khỏe. Giữ sức khỏe trong giai đoạn này và luôn luôn giữ cho mình một cái tinh thần thật là tích cực, bởi vì cái khó nó chỉ làm cho chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Xin cảm ơn.